AUN Store xin chào các bạn, và mình đang giới thiệu cho các bạn một cái mẫu máy chiếu AUN C60 với độ phân giải là 600p thuộc phân khúc là hơn 1 triệu. Thì với cái phân khúc hơn 1 triệu này dành cho các bạn với ngân sách không cao thì cái mẫu này thì thực sự là một mẫu máy rất là ngon. Đấy, thì mình đang chiếu bên cạnh cái máy C40 480p để các bạn có thể so sánh được chất lượng của hai máy này. Thì về cái độ phân giải ấy, thì là nó con C60 nó hơn con C40 nhưng mà nó kém con C90HD. Đấy, nhưng mà các bạn có thể thấy là ngoài độ phân giải ra thì về cái độ sáng của nó nữa, thì mình đang để độ sáng, đây là lúc bật điện. Đấy, và một lát nữa là mình sẽ tắt điện đi. Thì cái C60 này thì nó hơn con C40 cả về độ sáng, độ tương phản, màu sắc, độ phân giải. Đấy, đấy các bạn có thể thấy được trực quan thì cho các bạn thấy luôn. Thì mình khi mà giới thiệu sản phẩm thì mình luôn để hai cái máy thuộc hai phân khúc cạnh nhau để các bạn có thể thấy được cái sự khác biệt của nó. Chứ nếu như để một mình nó mà quay lên thì sẽ không thấy được nhiều sự khác biệt. Đấy, đây là một cái máy rất là ngon với mức giá hơn 1 triệu. Các bạn có thể tham khảo nó.